Tôi giới thiệu đến các bạn cây đàn guitar Nhật cổ do nghệ nhân Nhật Bản chế tác. Thì tem của nó là những cái ký tự tượng hình có con dấu mộc đỏ. Thì nếu như dấu mộc đỏ này thì tôi nghĩ là nó sẽ là của công ty. Đấy, và cây này nó cũng cổ rồi, model là G180. Cây đàn thì do nghệ nhân làm cho nên nó sẽ là trực tiếp do một nghệ nhân có tay nghề làm ra, làm thủ công, chứ nó không phải là dạng sản xuất dây chuyền ở công ty và nhà máy. Nếu như sản xuất dây chuyền thì là mỗi người sẽ làm một bộ phận, người thì làm cần đàn, người thì làm thùng, người thì gắn dây, người thì sơn vẽ, nói chung mỗi người một bộ phận. Còn do nghệ nhân làm thì người ta sẽ làm từ đầu đến cuối đồng bộ luôn. Cây đàn thì ngoại hình thì cũng còn rất đẹp, mặc dù là đàn cổ nhưng còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị nứt vỡ. Cấu hình thì qua quan sát thì tôi thấy nó sẽ ngang với lại cây Yamaha C180. Cấu hình nó sẽ ngang với cây đấy. Và model của nó cũng ghi là G180. Thì theo kinh nghiệm của tôi thì tôi quan sát về cái chất gỗ này thì tôi đánh giá nó sẽ ngang với cây Yamaha C180. Đấy, có điều cái này nó sẽ là nghệ nhân làm thủ công cho nên nó quý hơn nhiều. Đấy, và nó mang tính chất sưu tầm rất cao. Về action, cái điều mà rất nhiều người quan tâm đó là action. Thì cây này là action chuẩn luôn nhé. Đây, action chuẩn luôn, ở mức rất là thấp và nhẹ. Dây các bạn nhìn thấy dây 6 này. Đấy, cây số 6 này. Dây 6 ngăn 12 này. Và dây 1 ngăn 12, nó đều thấp dưới cả mức cho phép. Cho nên cây đàn này bấm rất nhẹ và cần đàn cái này cực thẳng luôn. Cực thẳng, mặc dù một cây đàn cổ nhưng mà còn đẹp, ngoại hình vẫn còn đẹp như thế này. Gần như là không có vết cào nào cả, nó chỉ là dùng lâu thì nó có những sức mờ thôi chứ không có vết va chạm cấn vỡ nào. Đấy. Rất đẹp. Khóa đàn vẫn trơn nhẹ luôn. Khóa đàn cực trơn và nhẹ. Thực tế là tôi đã lên dây xuống, lên dây đi, lên dây lại, nó rất trơn và nhẹ luôn. Bấm thì rất nhẹ. Đàn này dây thì bộ dây cũng cũ thôi, nhưng mà nghe vẫn ổn. Nếu như các bạn, tôi sẽ gửi kèm một bộ dây mới, sau đó các bạn thay dây mới vào nó sẽ rất hay. Bây giờ tôi test cho các bạn nghe chất âm của cái đàn này, nghệ nhân này. Căn lại dây một chút, có lẽ là nó dây nó hơi sai lệch một chút. Bây giờ tôi sẽ test 6 dây buông. Một số hợp âm cơ bản. Test ở giải chép qua cái đoạn dấu măng.
dây đàn này cho ra chất âm rất là hay và rõ nét các bạn nhé. Với cái mức giá 2,7 triệu tặng kèm cho các bạn đầy đủ phụ kiện bao đựng bộ dây mới, kèo capo và móng gảy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Đó, vần gỗ cũng rất là đẹp và sắc nét nhé.